8 giờ rồi Sika. Sika, dậy đi em. Chuyện gì vậy Sam ơi? Cho em ngủ 5 phút. Sika, 8 giờ rồi. Chúng ta còn phải đến nhà em. Đi thôi, không thì muộn mất. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sika, anh đi chuẩn bị đây. Em ăn sáng đi nha. Di à, sao về cháu vô? Di dùng trà này đưa cho ba má cháu à? Dạ. Đưa cho cháu đi, cháu sẽ mang lên cho. Phòng họ là phòng nào? Đây là phòng của mẹ cháu, đây là phòng của ba. Gì à? Ba và mẹ ở riêng à? Đây là những gì tôi biết. Dạ. Dạ. Chào buổi sáng con yêu. Chào buổi sáng ba. Cô đi được rồi. Dạ. Con à, đừng lo lắng. Nhưng ba, con à, ba mẹ là vợ chồng, dù ở độ tuổi nào thì luôn có những cuộc cãi giả. Ba. Sika, đưa cái này cho ba. Không, ba con, không sao đâu con, đưa cho ba. Ba sẽ phục vụ trà cho mẹ chồng con. Nhưng ba ơi con, không sao đâu, đi đi. Đi đi mà, đi đi, tới ngay. Mahi, con đã ở trong bếp từ sáng rồi, hôm nay sẽ xong chứ. Sam ơi, giờ Sika sẽ ở đây. Mẹ đã đến lúc phải làm điều gì đó đặc biệt. Tại sao lo lắng chứ? Chỉ 5 phút thôi. Được rồi. Chắc chắn là Sika. Chị ơi, Vinet, em khỏe không? Khá tốt. Chào mọi người, xin chào. Vào đi, Satan. Em sao rồi? Chị nhớ em quá. Em yêu. Sika, Sika. Cháu chào chú. Cháu khỏe không sao mơ? Luôn bày mắn nha. Sika, mẹ. Mẹ ơi, Mahi đâu? Chị. Mahi, em đang mặc gì vậy? Tata, đây chính là bất ngờ dành cho chị. Em đã nói bữa trưa hôm nay. Thật sao? Em à? Dạ chị. Sao mà ba mẹ con không đến à? Ba mẹ con khá bận cho nên không đến được. Vào đây con. Cái này dành cho cả hai người, cầm lấy đi. Đây, cái này là của cô, cái này là của tôi. Trả trước lương tháng này và hai tháng tiếp theo. Và ngày mai không cần đến làm việc nữa. Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi sai sót gì sao? Không, cô làm việc rất tốt. Nhưng chúng tôi không cần người giúp việc nữa.
cô có thể tìm việc khác ở nơi khác. Cô... Không phải cô ấy yêu cầu cô rời đi sao? Đi, đi. Đúng vậy. Được rồi, anh đã hướng dẫn tôi. Hôm nay cô ấy sẽ làm xong. Tạm biệt. Sam ơi, anh có biết anh ta không? Không. Tôi hy vọng cảnh sát không làm phiền anh nhiều. Tôi không biết gì về chiếc xe tải vào đêm hôm đó. Anh là người đã theo dõi Shikagu ta. Một mình phải không? Mahia thật sự rất ngon, tuyệt vời lắm. Cảm ơn em rất nhiều. Được rồi chú, cháu phải đi ngay bây giờ. Đến đó khá mất thời gian. Summer, một phút thôi. Mahi, mẹ đâu rồi?
mãi luôn hạnh phúc nha con. Đây cầm lấy. Hãy giữ ảnh đẹp của thần Ganesha trong đền thờ của con. Shikha, con sắp đến một thành phố mới. Con sẽ ở bên những người mới. Chăm sóc bản thân con nha. Điều này không công bằng một chút nào chú à. Ngay cả khi cháu đang sống ở thị trấn, chú có quên cháu không? Không con à, không có chuyện đó đâu. Cháu đùa thôi. Nhưng nói thật thì cháu cũng khá gắn bó với thành phố này. Cháu đã ở đây rất lâu với ba má. Đây là nơi cháu bắt đầu sự nghiệp, mở công ty. Và thật sự rất khó để rời bỏ mọi thứ một cách đột ngột như vậy. Nhưng chú đừng lo lắng. Cháu có thể thích ứng trong bất kỳ môi trường mới nào. Và chú à, Shikha không chỉ là trách nhiệm của cháu, mà cô ấy cũng là bạn đời của cháu nữa. Làm sao cháu có thể để cô ấy một mình được? Chú đừng lo lắng gì cả. Cháu không để Shikha cảm thấy lạ lẫm khi đến một thành phố mới. Tạm biệt Shikha. Đến đó thì gọi cho ba mẹ nha. Nè cô gái đeo kính, em đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Những gì anh nói khi nãy, những gì anh đã gắn bó, việc rời bỏ nó thật sự khó khăn. Dù đó chỉ là một công việc thôi, Summer, nhưng vẫn phải tiếp tục rời xa sếp, văn phòng, tạp chí. Điều này thật sự rất khó khăn với em. Nhưng anh đã thành lập công ty. Anh phải rất khó khăn khi phải từ bỏ nó. Summer, trước khi tới Mumbai, chúng ta ghé qua công ty của anh một lần nha. Ý của em là công ty của anh ở đâu? Anh chưa đem tới đó bao giờ. Anh à, em sẽ thấy nó một lần và có thể nhìn thấy nó lần cuối cùng. Cô gái đeo kính, công ty của anh đóng cửa rồi mà. Em có thể xem văn phòng ở Mumbai của anh. Chỉ có văn phòng của anh là đóng cửa. Nhưng chỗ đó vẫn còn phải không? Chúng ta đang muộn đó em. Tới Mumbai mất nhiều thời gian lắm. 5 phút thôi, chúng ta sẽ ở lại chỉ 5 phút thôi mà. Sau đó chúng ta đi một mạch đến Mumbai. Em hứa đó. Làm ơn đi Summer, chúng ta đi nào, làm ơn. Được rồi, cảm ơn anh. Xin chào, anh đi đâu vậy? Đến văn phòng của tôi. Văn phòng, chỗ nào văn phòng của anh?
Anh là người mới ở đây à? Đúng, tôi mới vô làm hôm qua. Đó là lý do tại sao xin lỗi anh. Anh à, đây sao? Đây từng là văn phòng của anh. Ở đây à? Không tệ đó Sa Mơ. Đây là một văn phòng lớn. Anh cần nhiều không gian hơn cho 40-50 người. Đúng vậy. Căn nhà gỗ này Sa Mơ, cabin này là của ai? Đây là cabin của anh. Dạ. Cabin của ông chủ. Không tệ đó. Tới đây thưa anh, để tôi chỉ cho anh căn phòng đẹp hơn. Đây là một căn phòng tuyệt vời, anh chắc chắn sẽ thích nó. Và căn phòng này vừa bị bỏ trống ngày hôm nay. Sikha, 5 phút hết rồi. Chúng ta đã nhìn thấy căn phòng, bây giờ phải đi thôi. Sikha, nào. Làm ơn. Sa Mơ, cảm ơn anh. Không có gì, đi nào. Xin chào, anh là ai? Xin lỗi, tôi đang hơi vội. Tôi là người thuê nhà trước đó. Cảm ơn. Xin chào Verma. Xin chào. Chào chị dâu. Xin chào. Bất ngờ thật. Mọi người vào đi. Nào, xin mời vào. Mời vào. Mời vào. Xin chào. Chào chị dâu, xin chào. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng hai đứa đi rồi thì hai anh chị sẽ cảm thấy buồn, cho nên ghé qua đây một chút. Sẽ không làm phiền anh chị chứ? Ý tưởng đó rất hay, tuyệt vời. Tất cả những đồ này... Không có chuyện gì đâu, ông Guta. Chúng tôi định đi Prai vài ngày. Repu, đúng vậy. Thật ra thì hai đứa đó đi Mumbai rồi. Chúng tôi ở đây một mình buồn quá, cho nên đến Repu vài ngày. Gấp vậy sao? Thật ra Kusuha, chúng tôi lên kế hoạch trước đó. Chúng tôi không nói cho ai biết hết, phải. Chúng tôi định sẽ đến nhà anh. Chúng tôi vừa bàn như vậy. Nhưng thật tốt là anh đã ghé qua. Hãy làm một việc nào đó đi. Chúng ta ăn tối bên ngoài nha. Một ý tưởng rất hay. Xem không mang túi lên xe. Ông Avinash, chỉ 2 phút thôi. Tôi quay lại ngay. Sa Mơ, sao người môi giới lại không biết anh? Bởi vì anh giao dịch với chính chủ chứ không phải qua người môi giới.